Phó Thế Việt xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng máy uốn sắt hộp cho Khoa Thép Việt sản xuất. Đây cho các bạn xem máy. Đây gồm 5 chiếc máy do bên Khoa Thép Việt sản xuất các bạn ha. Máy này bên mình vẫn đang làm trước hàng trường. Các bạn nhìn tổng quan chiếc máy. Rồi đây là chiếc máy do Khoa Thép Việt sản xuất các bạn ạ. Máy thì gồm một motor đây, motor 2,2 kW và bên trong này sẽ chứa một cái hệ thống hộp chậm tốc, hộp số trong này các bạn ha. Và đây là cái khuôn cán này, trái tim của chiếc máy các bạn này. Gồm 1 2 3 4 5 6 7 rãnh các bạn ha. Còn phần này thì mình có thể lắp bộ đập dẹt. Chắc mình sẽ quay chi tiết bộ này cho bạn xem. Và bộ này có thể tháo rời để các bạn thay một số khuôn khác vào trong này được ha. Rồi và đây là cái tủ điện các bạn ha. Tủ điện thì mình có cái khóa này. Mở ra bên trong này sẽ có một cái CB nguồn các bạn ha. Và một cái biến tần. Đấy, cái biến tần chuyển điện một pha thành điện ba pha để quay cái motor này các bạn. Rồi. Đây có hai cái công tắc dậm chân các bạn này. Các bạn dùng thì sẽ sử dụng hai công tắc này để muốn. Và đây là có một cái bảng điều khiển biến tần, rồi các cái nút điều khiển công tắc đảo chiều. Đây là một bộ cự để giữ cái sắt vào trong của đình bạn uốn, có một tầng hai tầng. Và cái bộ khung sườn của máy thì sẽ trang bị bốn cái bánh xe. Trang bị bốn bánh xe các bạn có thể đẩy ha, đẩy rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bạn di chuyển ở trong khu vực xưởng của bạn. Và đây là cái hệ thống cái khuôn kèm theo máy các bạn ạ. Khuôn kèm theo máy thì gồm có đây, một khuôn này khuôn nhỏ, uốn kỵ C và uốn các cái chữ S nhỏ. Một khuôn này là có hai bộ phận lắp ráp, mình uốn trong cái này thì mình lắp vào cái này bằng mở bằng con bu lông. Các bạn tháo bộ phận này ra, quay kỹ đây. Phần này thì mình hai bộ phận lắp ghép và mình có cắt gừa cho bạn lắp ráp nhá. Tháo ra rất là chính xác. Đấy, đây là khuôn thứ hai. Đây là khuôn thứ ba. Khuôn này thì mình hay sử dụng nhiều nhất này. Khuôn này thì các bạn thể uốn được chữ S rồi uốn cho hỏi. Khuôn xong khuôn này thì mình kết hợp với hai khuôn này để tạo thành nhiều biên dạng to nhỏ khác nhau. Sau khi các bạn uốn xong khuôn này, bạn uốn lớn hơn thì bạn qua khuôn này. Các bạn và tiếp tục qua khuôn này nữa. Khuôn này sẽ lên đến 56 phân. Và đường mở đó sẽ lên đến 60 phân các bạn ha. Đấy, khuôn này là thuộc cái ba khuôn này là cùng một dòng. Và tiếp tục cái khuôn này. Khuôn này là khuôn có thể uốn hỏi hoặc uốn chữ S. Và khuôn này với ba khuôn này sẽ cùng một dòng các bạn này. Thì uốn sau khuôn này mình sẽ cho hai khuôn này. Hai khuôn này là khuôn đặc biệt. Khuôn này được mở khác và khuôn này được mở khác để tạo thành nhiều chi tiết uốn có độ mở khác nhau. Đấy. Rồi từ. Đấy là gồm bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 cái khuôn kèm theo các bạn nhá. Là 8 cái khuôn uốn, còn đây là khuôn uốn vòng tròn. Khuôn uốn vòng tròn đường kính các bạn uốn ra như này, đường kính 10 cm. Đấy, 10 cm các bạn, quay đây. Đấy, 10 cm các bạn ha. Uốn vào đây các bạn ha. Rồi đi cùng với cái khuôn uốn vòng tròn này là một cái bản mạng và có cái cốt bên dưới để các bạn có thể thay ra thay vào rất nhiều loại khuôn, nhưng mà hiện đi kèm máy chỉ một bộ khuôn này thôi, khuôn uốn vòng tròn này thôi. Các bạn có thể bắt con bu lông vào đây ha và mình mở ra, và cái bộ này cũng đi kèm theo máy là để mà mình dự vào cái cự để mà cái sắt nó uốn vào đây này. Đấy, cái bộ kèm theo máy, kèm theo máy là một cái dự khóa sắt này các bạn ạ. Cái này bằng khóa sắt ha. Mình có hình bán nguyệt và mình có tôi rất là cứng cái phần này này. Đây bạn khóa sắt thì bạn bỏ vào đây các bạn ha. Khi khóa và bạn bỏ vào đây bạn uốn này. Đấy. Thì sắt sẽ bị khóa lại mà không bị trượt. Tất cả cái này đều vừa hết các bạn ha. Đây. Cái
cốt máy thì bằng lục hệ lục giác các bạn ha. Bạn bỏ vào bỏ thay ra thì rất là nhanh. Đấy. Đấy. Con này các bạn có thể bỏ vào đây. Bắt vô lông này. Cái này muốn con tròn thì các bạn mở cái này ra. Các bạn có con bu lông vào đây thì bạn mở ra, bạn bỏ vào đây, khóa chặt lại. Đây mình có khoan cho các bạn cái lỗ. Ha, các bạn sẽ bỏ vào đây xoáy lại và mình muốn con tròn các bạn ha. Rồi. Đây là cái lỗ lục giác các bạn này. Bạn thay khuôn ra khuôn vào rất là nhanh này. Đấy, các bạn chỉ cần đặt vào là nó sẽ khớp bất cứ ở vị trí nào. Đấy, thay ra khuôn vào. Đây, cái cự các bạn ha. Đấy, bạn uốn thì các bạn bạn dời cự này dời vào để cho nó phù hợp với cái kích thước sắt ha. Kỹ thuật uốn thì mình sẽ chia sẻ ở các video sau. Bạn để ý các kênh của mình sẽ chia sẻ rất là nhiều các cái kỹ thuật uốn. Đây mình chỉ nói về sơ về cái máy thôi. Và bây giờ mình sẽ quay cán một số chi tiết cho bạn xem trên cái máy này. Đấy, khi mình máy thì mình cắm điện này, điện cái điện là lưới của mình các bạn ha, điện sử dụng 220 đó. Bật CB lên. Đấy, thì cái đèn báo ở đây sẽ nhấp nháy các bạn ha. Rồi, đây là các bạn điều khiển cái tốc độ. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn cho bạn xem quay đây. Đây quay đây. Đây là công tắc chiều quay của cái motor các bạn này. Khi các bạn cản các bạn gạt sang một bên thì cái này quay. Giờ trước tiên mình sẽ cản sắt 14 cho bạn xem nhé. Mình sẽ cản trơn cho bạn xem. Mình tăng tốc độ lên cho nó nhanh công việc các bạn ha. Đấy, các bạn chỉ đẩy vào là nó sẽ cản. Cái này mình sẽ cản dần cho các bạn xem này. Cái này là sắt 16 các bạn ha. 16 mình cắn trơn này. Mình cắn răn. Đây là sắt vuông 2 các bạn ha. Mình cắn trơn. Đây là vuông 2. Mình cắn răn các bạn xem. Còn đây là cái bản sắt vuông 25 các bạn này. 25 thì mình trang bị một bộ cán trơn cho các bạn. Còn nếu các bạn muốn phát triển thêm bộ cán thì liên hệ với mình. Mình sẽ lắp ở bên này. Đây là cán trơn này. Đấy. Đây đây. Và đây là sản phẩm sau khi cán ra các bạn này. Đây là sắt 14 cán trơn các bạn ha. Cản trơn thì sẽ có một cái đường hai đường gân tạo thành hai cái đường G này rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn sơn lên nhìn rất là nổi bật. Và đây là cản 3D. Người ta hay là gọi là cản răng á, bên mình gọi là cản 3D vì nó hình dạng là khối. Đường cản rất là đẹp các bạn ha, sắc nét. Rồi. Đây là 14 các bạn ha. Còn đây là sắt 16 cản trơn các bạn này. Cũng tạo thành cái đường gân vậy. Hai cái đường sống nhìn rất là đẹp. Quá trình bạn sơn lên nhìn rất là đẹp. Đây là cái 16 cắn 3D các bạn ha. 3D nó tạo thành cái đồ lọt. Đấy. Đây là sắt vuông 2 các bạn này. 20-20 này. Cắn trơn này. Nó tạo hai cái đường gân, sống gân này. Sống vuông các bạn ha, chứ không phải sống tròn đâu, sống vuông. Nhìn sẽ đẹp. Tuyển chỉ luôn. Đây là 20 cản 3D các bạn này. Đấy, các cái đường nét cản rất là đẹp các bạn ha, sắc nét. Đây là sắt 25 các bạn ha. Riêng là máy mình trang bị một cái đường cản 25, máy có thể uốn lên sắt 25 các bạn ha. Và nếu các bạn muốn uốn cán những cái loại khác thì các bạn mở cái bộ phận này ra. Đấy, thì mình có thể thay khuôn cán qua đây được các bạn ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay quá trình đập dẹt đầu cho các bạn xem ha. Máy này mình dùng rất là lâu rồi, tuy nhiên các cái nó không bị bào mòn đâu các bạn. Nhiệt luyện rất là cứng.
khi đập dẹt thì mình đầu thì các bạn chưa quen, các bạn giảm cái tốc độ lại máy lại ha. Mình sẽ đập cái sắt 16 cho các bạn xem nhá. Các bạn đưa vào, các bạn đẩy lên kịch. Đấy, nó sẽ được đầu vuốt như này các bạn ha. Các bạn đưa vào, các bạn để kịch lại cái đầu cự này, đầu cự này có thể thay đổi được nè. Và cái bu lông ở kia. Các bạn để kịch lại. Đấy, máy sẽ tự đẩy cái ra. Và được một sản phẩm là được hai cây. Mình đập hai đầu vậy ha. Đây là cái sắt 16 3D các bạn nhé, gắn ràn ha, mình đập tương tự. Đấy. Đấy, máy chỉ đập một lần là được luôn các bạn ha, không phải đập nhiều lần, đập một lần được luôn. Và bây giờ mình đập sắt 14 thì mình sẽ cho cái cự này vào sâu một chút các bạn ạ. Đấy, mình điều chỉnh được ra vào đó các bạn ha. 14 thì mình chỉ cho cái này vào này kia. Đấy, 14 thì mình dời cái cự vào gần một chút. Bây giờ mình đập sắt 14 cho các bạn xem. Đây là đầu sắt 14 các bạn ha, cần trơn ha. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Đây là đập dẹt đầu 14 các bạn ha. Đây là 14 cắn 3D các bạn này. Đấy các bạn đập như vậy. Đó. Đây là quá trình đập chẹt đầu trên máy uốn hoa thép Việt các bạn ha. Đập một lần là được các bạn. Ở đây là sắt 20 cắn 3D các bạn nhé. Các bạn tắt máy, các bạn dời cho nó an toàn. Khi thao tác các cái trên máy các bạn phải tắt máy đấy ha. 20 tầm này đúng không? Bạn về bạn canh chỉnh cho hợp lý, các bạn đánh dấu lại. Đây là sắt 20 cắn trơn các bạn này. Đấy, 20 các bạn ha, bạn đập một lần cũng được luôn. Đấy, là sức mạnh của máy các bạn, đập một lần được luôn các bạn ha. Đây là 20 cắn 3D các bạn ạ. Mình chờ đầu mình đập. Đấy, đập một lần được luôn các bạn ha. Đấy, nó vuốt vuốt rất là đẹp các bạn nhé. Và bây giờ mình quay uốn một số chi tiết cho các bạn xem nhé. Chiều dài của cái phôi này là 50 các bạn ha. Mình sẽ uốn cho các bạn xem. Mình lấy khuôn này ra các bạn ha. Chụp giác lấy rất nhẹ nhàng các bạn ha. Rồi mình cho cái khuôn này vào này. Các bạn điều chỉnh cho cái này hợp lý ha. Nào các bạn xài quen rồi thì các bạn sẽ biết độ canh. Và sau này bạn mua máy của mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn. Đây là cái khóa các bạn ha. Cái khóa này. Đây mình quay uốn sắt 14 các bạn xem. Và bạn khóa lại ha. Khóa nhẹ thôi. Bạn thả tay ra. Đây là tầng 1, bạn gác cái tầng 1 đấy các bạn. Bạn bỏ xuống tầng 2, xong khi qua cái phần này đó bạn bỏ xuống tầng 2. Và cái sắt là bạn gác lên cái bộ phận này ha. Sắt 14 các bạn, 14 sắt 16 cho các bạn xem. Cũng tương tự các bạn ha. Bỏ cái vào đây. Bạn khóa chặt lại, ban đầu bạn khóa chặt lại. Bạn thả tay ra ha. Đấy, sau khi qua được cái phần này thì bạn hạ xuống. Bạn khóa nhẹ cái bộ gài lại. Bạn trả máy lại các bạn, mở cái cửa này ra. Đây là hai chi tiết các bạn ha.
Đấy, cái này sắt 16, cái này sắt 14. Và mình uốn sắt 20 cắn 3D cho các bạn xem. Khóa chặt lại các bạn ha. Chế độ uốn 20 các bạn ha, 16 và 20. Đấy là một trong số rất ít khó văn. Mình chỉ uốn thử một số cái cho các bạn xem. Còn để muốn bộ khuôn này sẽ uốn được rất nhiều thứ các bạn nhé. Bạn uốn chữ S, C hoặc chữ hỏi lớn nhỏ đều trên cái khuôn này. Tiếp tục mình uốn 20 trơn cho các bạn xem. Bạn uốn đạt cái kích thước của bạn thì bạn dừng lại ha, bạn trả máy lại. Đấy, đây là cái chế độ uốn. Đường uốn rất là mềm mại các bạn ha. Đây, uốn 3D mà mềm như thế này thì chắc 14 các bạn ha. Ok, hôm nay mình chỉ quay uốn một số cái chi tiết các bạn xem thôi. Khuôn này uốn xong thì mình có thể lấy ra các bạn ha. Rất là nhẹ nhàng các bạn ha. Và đây là cái khuôn để các bạn gá các mặt bích uốn vòng tròn hoặc là những cái đi. Các bạn chế những cái khuôn uốn các bạn có thể gắn vào đây được nè. Mình sẽ trang bị cho bạn một thêm một cái bộ phận này nữa. Đấy. Đây có taro cho bạn hai lỗ ha. Uốn khuôn này uốn vòng tròn cũng kèm theo máy luôn. Đấy, các bạn bỏ cái mặt bích này vào, các bạn bỏ vào đây. Và bạn siết hai con bô lông này lại ha. Rồi. Đây cái bộ này mình trang bị theo. Khi nào các bạn thay vào cái này uốn vòng tròn thì các bạn mở cái này ra, các bạn vặn cái con này vào. Đây có cái lỗ bạn cong chặt lại thì bạn sẽ uốn được vòng tròn các bạn ha. Đây cái bộ này mình đã tính toán cho các bạn rồi. Các bạn sau này các bạn có thể phát triển nhiều khuôn, các bạn mở cái này ra, các bạn gắn vào đây thì sẽ được một những cái chi tiết các bạn uốn mới ha. Ở đây mình gá tạm các bạn xem. Đây là khuôn uốn vòng tròn các bạn. Cái này có cái điểm dự, mình cũng tạm nhám và nhiệt luyện các bạn rồi. Đấy các bạn bỏ vào các bạn uốn vòng tròn ha. Đấy, được như thế này các bạn. Sau các bạn cắt ra thì được vòng tròn. Với chiếc máy uốn của Hoa Tắc Việt thì các bạn có thể làm được rất nhiều cái sản phẩm. Và đây là những một trong số sản phẩm bên mình làm mẫu ha. Đây là một cái lan can. Cái khuôn này uốn hình trái tim. Và cây này là cây 25 các bạn. Cây 25 cán. Giống như hồi đại bị cán các bạn xem. Đã tạo thành cái điểm nhấn sơn rất là đẹp. Và đây. Còn có thể các bạn làm thiết kế nghệ thuật. Thiết kế. Thì uốn như thế này. Hoặc có thể thiết kế này. Đấy, mùi rất là chắc chắn các bạn ha. Bạn có thể sáng tạo rất nhiều cái sản phẩm trong với cái trí tưởng tượng của mình từ chiếc máy uốn này. Hoặc có thể bên này. Đây là xa xa đây là một cái. Đây mình đến. Xa xa đây là một cái cầu thang các bạn này. Đây những cái bông uốn rất lớn như cái này này. Bông này cũng chưa lớn nhất thôi các bạn ha. Có thể làm những cái mẫu lan can rất là đẹp, hoặc là những cái bàn này mình đang trong quá trình hoàn thiện. Đấy, từ những chiếc máy uốn của mình có thể làm được cái bàn như thế này nhé. Đấy, bạn ngắm. Đây là logo của bên mình các bạn ha, Hoa Thép Việt. Bạn nào có nhu cầu về khoa văn và mua các sản phẩm bên Hoa Thép Việt thì liên hệ với Hoa Thép Việt theo số điện thoại này.
Rồi, hôm nay mình chỉ giới thiệu qua về tổng thể và một số cái bộ phận rất nhỏ của máy, và trong quá trình mình làm thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn xem về kỹ thuật uốn cũng như về các cái máy có thể làm được những cái sản phẩm như thế nào và kỹ thuật như làm sao. Bạn theo dõi kênh TikTok và YouTube của mình là kênh Thoát Tâm Việt các bạn ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.